tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 12 tháng 2, 2020. Trà My kính chào quý vị. Ca nhiễm virus corona thứ 15 ở Việt Nam là một em bé 3 tháng. Đại sứ quán Qatar giải cứu dư hấu Việt bị kẹt ở biên giới vì dịch corona. Thêm 2 nghi can bị bắt trong vụ 39 di dân Việt chết trong thùng xe tải ở Anh. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Ca nhiễm virus corona mới nhất được ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc là một bé gái 3 tháng tuổi bị nhiễm bệnh từ bà ngoại. Người trước đó đã bị lây bệnh từ con gái trở về từ Vũ Hán, trung tâm dịch ở Trung Quốc. Ca bệnh này làm dấy lên quan ngại về tình trạng truyền nhiễm của virus corona lan sang tới đời F3. Vĩnh Phúc hiện là tỉnh có nhiều người bị nhiễm virus corona nhất tại Việt Nam, chiếm 10 trong số 15 ca tính tới ngày 11 tháng 2. Sở Y tế Vĩnh Phúc ngày 10 tháng 2 đã tập trung thêm 103 người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm virus, nâng tổng số người đang được giám sát tại các cơ sở cách ly của tỉnh lên thành 249. Đà Nẵng đang theo dõi 14 ca nghi nhiễm, bao gồm 2 người nước ngoài. Việt Nam đang tổ chức đưa công dân từ tâm dịch Vũ Hán trở về nước. Chuyến bay mới nhất vừa đưa 30 người về tới Quảng Ninh hôm 10 tháng 2, tất cả đều bị cách ly trong 14 ngày. Việt Nam nói, nhiều người Việt tại Trung Quốc cũng đã về nước bằng đường bộ và được đưa đến các khu cách ly có sức chứa lên tới cả ngàn người. Đại sứ quán Qatar tại Hà Nội vừa tổ chức chương trình giải cứu dưa hấu cho nông dân Việt Nam vào ngày 11 tháng 2 bằng cách giúp tiêu thụ 4 tấn dưa hấu đang bị kẹt lại do tình trạng đóng cửa biên mậu tại biên giới Việt-Trung vì dịch virus corona. Thông báo của sứ quán nói, để giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, Đại sứ quán nhà nước Qatar tại Hà Nội sẽ giải cứu dưa hấu cho bà con và phát miễn phí cho người dân Hà Nội trước tòa nhà văn phòng Đại sứ quán. Hình ảnh trên trang mạng của Sứ quán Qatar cho thấy một hàng dài cả trăm người dân Hà Nội xếp hàng để được nhận dưa hấu miễn phí. Đại sứ quán Hàn Quốc hôm 7 tháng 2 cũng ngỏ ý giúp tiêu thụ nông thủy sản của Việt Nam giữa cơn lốc thiệt hại do virus corona gây ra. Một số siêu thị, công ty và người dân cũng tự nguyện giải cứu nông sản Việt Nam trước những khó khăn vì dịch bệnh. Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Hai nhà hoạt động Nguyễn Quang A và Trịnh Bá Phương ngày 11 tháng 2 nhấn mạnh với VOA rằng cuộc đột kích của cảnh sát Việt Nam vào Đồng Tâm, một xã thuộc Hà Nội hồi tháng trước là tội ác rất lớn. Họ kêu gọi phải có các nhà điều tra và các nhà báo độc lập vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc hoặc ít nhất là gây sức ép để chính quyền Việt Nam công bố sự thật. Tranh chấp đất giữa người dân Đồng Tâm với chính quyền gay gắt từ năm 2017 cho đến đỉnh điểm là cuộc đột kích của cảnh sát cơ động hôm 9 tháng Giêng năm nay, khiến nông dân Lê Đình Kình và ba công an thiệt mạng. Bộ Công an vài lần đưa ra thông tin, song giới hoạt động và quan sát nhanh chóng chỉ ra những chi tiết bất nhất, thiếu thuyết phục và đề nghị phải cho các nhà điều tra phân tích độc lập, làm rõ vụ việc. Ngoài ra, các nhà hoạt động cũng soạn báo cáo về vụ tấn công Đồng Tâm gửi tới các tổ chức nhân quyền quốc tế, giới nghị sĩ Mỹ và châu Âu, đồng thời kêu gọi công chúng giúp phổ biến bản phúc trình để thúc đẩy điều tra độc lập vụ bố ráp gây án mạng ở Đồng Tâm. Cảnh sát Anh ngày 11 tháng 2 cho biết thêm 2 nghi can nữa bị bắt liên quan tới cái chết của 39 di dân Việt Nam được tìm thấy trong thùng xe tải ở gần London hồi năm ngoái, trong khi các cuộc điều tra cho thấy là các nạn nhân đã chết vì quá nóng và thiếu oxy. Các nạn nhân hầu hết là di dân từ Nghệ An và Hà Tĩnh, chết trên thùng lạnh xe tải tại một khu công nghiệp ở Essex, cách London khoảng 32 cây số, hồi tháng 10 năm ngoái. Khám nghiệm tử thi kết luận, nguyên nhân gây tử vong là do thiếu oxy, thân nhiệt tăng vì ở trong một không gian kín, chật hẹp và quá nóng. Cảnh sát Anh cho biết một người đàn ông 22 tuổi bị bắt ở Bắc Ireland hôm 9 tháng 2, bị tình nghi tội ngộ sát và tạo điều kiện cho nhập cư bất hợp pháp. Tuần trước, cảnh sát Anh phối hợp với giới hữu trách Đức bắt giữ George Nika, 43 tuổi, tại sân bay Frankfurt, theo lệnh truy nã của Liên hiệp châu Âu. Người này ra tòa hôm 8 tháng 2, bị cáo buộc 39 tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp, và sẽ tiếp tục ra tòa ở London vào ngày 16 tháng 3 tới đây. Maurice Robertson, tài xế xe tải người Bắc Ireland, tháng 11 năm ngoái đã thừa nhận âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và sở hữu tài sản phạm tội. Chính quyền Anh đang tìm cách dẫn độ Eamon Harrison, 23 tuổi từ Ireland, về tội ngộ sát, buôn người và vi phạm luật nhập cư. Người này dự kiến ra tòa ở Dublin vào ngày 12 tháng 2.
Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Quý vị đang xem chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Để xem tin tức trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng, hãy tải ngay ứng dụng tin tức miễn phí mới của VOA trên iTunes Store hoặc Google Play. Ứng dụng VOA tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới, đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa. Xin lưu ý rằng ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa ngày 15 tháng Giêng. Tới đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Hàng trăm tấn dưa hấu của nông dân không thể xuất qua Trung Quốc do ảnh hưởng của dịch virus corona đã được vận chuyển về Sài Gòn để bán với giá rẻ. Người ta gọi đây là công việc của giải cứu dưa hấu, một hình thức quen thuộc mỗi khi có mặt hàng nông sản nào đó không xuất được sang Trung Quốc. Quân nhân Nguyễn Dũng chia sẻ về sự hỗ trợ. Vì này là kiểu như do Trung Quốc nó không nhập hàng, không có mở cái khẩu qua nhập hàng được á, mà để xuống đây người dân tạo để bán được giá rẻ, người dân mình có được ăn dưa xuất khẩu nè, người dân mình cũng thấy cũng vui cho người dân, vui cho mấy anh chị buôn bán bớt hàng ra được thì đỡ thất thoát, đỡ lỗ, thua lỗ. Mấy anh tạo kiện ra để hỗ trợ cho mấy chị này giải cứu dưa nè. Em ở đại đội thông tin C10 của trung đoàn 263 tên lửa, người ta mua ít thì có một người mua sỉ thôi, người ta trả giá, còn người mua lẻ không ai trả giá. Người dân đến đây mua lẻ về dùng hoặc biếu tặng người thân, cũng có người mua dạng sỉ để sau đó đẩy bán lẻ dạo. Giá rẻ nhưng chất lượng dưa thì ngon ngọt hệt dưa bán mùa Tết. Vì đây vốn là hàng tuyển để dành cho xuất khẩu sang Trung Quốc, ông Hải, một người dân tự giới thiệu ở quê nhà cũng làm rẫy, chia sẻ. Dùng mà giờ ủng hộ. Mà bây giờ mà dưa giờ thấy nó mà bà con mình về mình ủng hộ thêm. Có ít lòng nhiều thôi chứ giờ sao giờ. Rất là tội chứ, mình cũng làm công nhân nữa nè, mà mùa màng vậy thì ôi thôi chết rồi, khổ lắm. Nhà mình cũng làm vậy chứ, cũng ở dưới quê mình cũng có trồng trọt chứ, mà mới ăn cái mùa này thì khổ lắm mày ơi, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi, khổ lắm. Xe dưa hấu đậu bán ở bãi đất trống thuộc quận 9 Sài Gòn, người đi đường như bà Trang thấy vậy dừng lại mua. Chị đi làm đi ngang đây, thường thì chị đi không có đi hướng này, chị hướng cầu Rạch Chiếc. Tại nay có công việc chị đi ngang đây, chị thấy thôi chị ủng hộ. Với lại hôm dài chị cũng thấy ở trên mạng thì cũng thấy cũng kêu gọi mà, kiểu như giúp đỡ mấy người dân vậy mà. Thì dưa cũng có, chị cũng có ủng hộ chuối hoặc là thanh long gì, nói chung ra mình thấy khả năng mình ủng hộ được gì mình ủng hộ. Nhiều người cho biết giá dưa hấu hiện quá rẻ, nhưng cái quan trọng không hẳn là so đo giá cả, mà việc truyền tay rủ rê nhau mua dưa hấu nhằm để ủng hộ bà con nông dân xứ mình đang gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản ở mùa dịch bệnh virus corona. Tin tức về chuyện Việt Nam xuất mấy chục tấn khẩu trang ra nước ngoài dường như góp phần lý giải cho nguyên do mặt hàng khẩu trang y tế hiện rất khó tìm mua ở các nhà thuốc Tây như trước đó. Khẩu trang y tế là mặt hàng được khuyến cáo sử dụng để ngăn ngừa dịch virus corona lây lan qua tiếp xúc ở cộng đồng, ông Sang kể. Ở chung cư nên mình thấy ai đi cũng đeo khẩu trang, rồi cũng không biết họ mua ở đâu, mình cũng không rõ cái đó được. Giá khẩu trang lên rất là nhiều. Thì trước Tết mình ở ngoài quê thì mình cũng nghe, rồi mình lên tiệm thuốc ở ngoài quê mình á, thị trấn mình mua thì vẫn có được khẩu trang và mình mang vào Sài Gòn mình xài. Kể cả những cái nước rửa tay mình cũng mua dụ 4-5 chai gì đó, mình xài 5-6 hộp thì mình đem trước. Rồi nếu mà thời điểm mình vô Sài Gòn để mình tìm chắc chắn là sẽ không có rồi, chắc chắn luôn. Nhiều người vẫn còn trữ khẩu trang y tế nên như lời bà Hằng chưa rõ vì sao lại hút hàng. Là khi mà xuất ra dịch bệnh á thì em là có bạn bè cho khẩu trang rất là nhiều. Nên cái việc em cũng chưa đi mua nên em cũng không hình dung được cái việc đó. Ông Hậu nói rằng nghề tài xế của ông tiếp xúc nhiều người nên rất cần khẩu trang và hiện khó mua quá. Ở ngay chỗ khu làng đại học của sinh viên á, thì mình đi vòng vòng mấy tiệm thuốc tây đó, cách đây mấy ngày thì không còn tiệm nào còn hết. Các tiệm thuốc tây, những cửa hàng bán dụng cụ y khoa ở Sài Gòn hiện tại đều không còn hàng khẩu trang y tế để bán với lý do thiếu nguồn cung cấp.
nên mặt hàng này ở vào mùa dịch mỗi lúc thêm căng thẳng. Do nhu cầu sử dụng để ngừa lây lan dịch bệnh trong tiếp xúc cộng đồng, ông Sang chia sẻ về những băn khoăn. Mình cũng không biết là cái khẩu trang ấy, thật chắc là nó có ngăn được virus hay không, nhưng mà theo mình biết là nó không thể ngăn ngừa được. Nó chỉ là ngăn ngừa những người bệnh ách xì hay là ho gió ra rồi virus nó ra rồi sẽ những người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng thôi, chứ còn mình cũng không rõ nhiều về cái tác dụng lớn của khẩu trang, nó có thật sự ngăn ngừa được virus hay không. Với ông Hậu, ở mùa dịch như vậy mà thiếu hụt khẩu trang y tế thì dễ mất sự tự tin. Thực ra thì công việc của người ta lấy hàng như dịch vụ này kia hay tiếp xúc nhiều người á, mà không có khẩu trang xài thì thực sự là mình cảm giác là nó hơi e dè khi mà tiếp xúc với người ta. Tại vì mình chạy ra thì mình cũng đôi khi mình chở khách á, cũng tiếp xúc này kia với người ta, thì mua không được khẩu trang thì đó là cả một vấn đề. Nếu không thì mình sẽ chuyển ra sang khẩu trang vải mình mua mình xài, nếu mà khẩu trang y tế mình mua không được. Chuyện thiếu hụt khẩu trang y tế đang tạo nhiều lo lắng về việc liệu có thêm lây lan khi mà học trò sẽ đi học trở lại. Lúc đó nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tăng rất mạnh và người ta hiện vẫn chưa biết sẽ tìm mua ở đâu để có thể ngừa lây lan của dịch bệnh đến từ Trung Quốc này. Và ngay bây giờ là phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 11 tháng 2 chính thức đặt tên cho chủng virus corona mới là COVID-19 và cho biết có thể có vaccine phòng ngừa virus này trong 18 tháng tới. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết virus corona mới được đặt tên để tránh sự kỳ thị bất kỳ ai, bất kỳ địa danh nào. Ông Tedros cho biết WHO hiện vẫn đang theo đuổi chiến lược ngăn chặn và kêu gọi các nước quyết liệt tối đa trong việc chống lại dịch bệnh. Ông nói, nếu thế giới không muốn thức tỉnh và không coi virus này là kẻ thù số một của công chúng, tôi nghĩ chúng ta sẽ không rút tỉa được gì từ các bài học của mình. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11 tháng 2 triệu tập các chuyên gia để đẩy nhanh quá trình phát triển các loại xét nghiệm, thuốc và vaccine chống lại chủng virus corona mới, nay được chính thức đặt tên là COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp thường niên tại Geneva, một quan chức của WHO cho biết cuộc khoa học quy tụ các nhà khoa học hàng đầu cũng như các cơ quan y tế công cộng, các bộ y tế và các nhà tài trợ. Bà Fedela Chef cho biết thêm rằng các chuyên gia sẽ sử dụng một kế hoạch chi tiết sớm, một chiến lược toàn cầu và một kế hoạch chuẩn bị vốn được đề xuất sau khi dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi. Virus corona mới chỉ được phát hiện vào cuối năm ngoái tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc và hiện chưa có bất kỳ loại thuốc hoặc vaccine đặc trị nào được cấp phép. Các xét nghiệm chẩn đoán đã được phát triển bởi một số phòng thí nghiệm nhưng hiện chưa có các cách xét nghiệm nhanh. Cho đến nay, virus corona đã lây nhiễm cho hơn 42.000 người và giết chết hơn 1.000 người với 99% trường hợp được tìm thấy ở Trung Quốc. Hai quốc gia khác cũng xác nhận 393 trường hợp nhiễm virus với một trường hợp tử vong ở Philippines. Đợt bùng phát virus corona mới vốn đã giết chết hơn 1.000 người ở Trung Quốc và khiến hàng nghìn người khác nhiễm bệnh sẽ đạt đến đỉnh điểm tại miền Nam nước này vào nửa cuối tháng 2, một chuyên gia hàng đầu về virus cho biết hôm 11 tháng 2. Trong cuộc hội đàm qua video với các bác sĩ ở Vũ Hán, nhà dịch tế học hàng đầu trong Nan Shan cho biết sự gia tăng các ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc đang giảm dần. Ông chỉ ra rằng các biện pháp ngăn chặn sự phát tán của virus trên toàn quốc đang mang lại kết quả. Nhưng ông thừa nhận tình hình của Vũ Hán vẫn còn nghiêm trọng, trong đó sự gia tăng của số ca nhiễm chưa giảm đáng kể. Ông nói, vấn đề lây truyền từ người sang người vẫn còn chưa được giải quyết. Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc hôm 11 tháng 2 cho biết tổng số người chết ở Trung Quốc đại lục đã tăng lên 1.016 trường hợp. Tổng số ca tử vong vì virus corona đã vượt qua con số gây ra bởi dịch SARS vào năm 2002-2003. Nhà chức trách Hồng Kông hôm 11 tháng 2 bắt đầu điều tra đường lây lan virus corona khả dĩ thông qua đường cống trong một khu chung cư ở ngoại ô. Cảnh sát và nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ phong tỏa chung cư Hồng Mây sáng sớm 11 tháng 2, sơ tán cư dân của một số căn hộ dùng chung một đường ống thoát nước. Động thái này được đưa ra sau khi có hai cư dân sống trong khu chung cư được xác nhận nhiễm virus cùng nhà số 7 nhưng ở hai tầng khác nhau.
Các quan chức cho rằng đường ống thoát nước nhà vệ sinh đã qua sửa chữa trong căn hộ của một bệnh nhân có thể là nguồn phát tán virus từ căn hộ phía trên. Trong đợt dịch SARS năm 2003, số lượng lớn nhất các trường hợp lây nhiễm có liên hệ với nhau ở Hồng Kông là cư dân của một khu chung cư nơi virus phát tán qua các đường ống nước thải. Tính đến hết ngày 11 tháng 2, có 49 trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận tại Hồng Kông. Một con robot cao 1,5 m tối nay xuất hiện ở quảng trường thời đại của New York để thông tin cho công chúng về các triệu chứng của virus corona và cách ngăn chặn sự lây lan của chủng virus chết người này. Người coi đường tò mò dừng chân trả lời một số câu hỏi trên chiếc iPad gắn trước ngực của robot và thậm chí còn nói chuyện với chú. Đây là sản phẩm của một nhóm khởi nghiệp người Nga có trụ sở tại Philadelphia, Pennsylvania. Công ty khởi nghiệp này cho biết họ đã tổ chức một số sự kiện xung quanh thành phố New York cho robot đi phát khẩu trang. Tính tới thời điểm hiện tại, thành phố New York có 5 người được xét nghiệm virus corona, 4 người được xác nhận không nhiễm bệnh, một trường hợp còn đang chờ kết quả. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11 tháng 2 giáng một đòn mạnh lên phía Mỹ sau khi chấm dứt thỏa thuận thăm viếng quân sự kéo dài 2 thập niên qua, đe dọa giáng cấp mối quan hệ đồng minh quan trọng đối với các lợi ích của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Tổng thống cho biết ông Duterte quyết định đặt dấu chấm hết cho hiệp ước này để giúp Philippines trở nên độc lập hơn trong quan hệ đối ngoại của mình. Như Tổng thống tuyên bố, đã đến lúc chúng ta dựa vào nguồn lực của chính mình, chúng ta phải tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Quyết định này có thể gây phức tạp cho các lợi ích quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh tham vọng của Trung Quốc ngày một gia tăng. Quyết định của Tổng thống Philippines cũng sẽ hạn chế sự tiếp cận của nước này với các chương trình đào tạo và chuyên môn của Hoa Kỳ trong việc đối phó với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, thiên tai và các mối đe dọa an ninh hàng hải. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila gọi đây là một bước đi nghiêm trọng với những chỉ dấu quan trọng. Trong những tuần qua, chị Hannah Nguyễn, một cư dân sinh sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington, liên tục lên mạng tìm mua các mặt hàng như khẩu trang y tế và nước rửa tay tiệt trùng để gửi về Việt Nam cho người thân và bạn bè. Khi được biết, đây là những mặt hàng đang rất khan hiếm tại quê nhà trong thời điểm dịch virus corona đang tiếp tục lây lan. Tuy vậy, mua ở Mỹ cũng không hề dễ dàng vì phần lớn các website bán hàng lớn đã hết mặt hàng này, hoặc nếu có thì thời hạn giao hàng cũng kéo dài từ 3 cho tới 8 tuần. Có nghĩa là các website này cũng không có sẵn hàng để giao cho khách. Tôi cảm thấy rất là lo lắng trước cái thực trạng mà những cái sản phẩm mà bảo vệ sức khỏe như thế không thể mua ở Việt Nam và thậm chí là cả ở Mỹ như thế này cũng không thể là mua được. Bởi vì hiện nay thì những cái thông tin mà Bộ Y tế Việt Nam đưa ra tôi hoàn toàn không cảm thấy là tin tưởng. Và có lẽ là trong cái một vài ngày tới đây thì có thể là cái con số người bệnh cũng như là số người chết ở Việt Nam sẽ còn có thể là sẽ tăng lên. Tôi không mong là như thế nhưng mà tôi không dám lạc quan về cái con số này. Khi tới với các trung tâm chuyên bán dược phẩm và thiết bị y tế lớn tại Mỹ thì tình cảnh cũng không khá khẩm gì hơn. Tại Walgreens, một cửa hàng trong chuỗi tiệm dược phẩm rất phổ biến tại các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, mặt hàng khẩu trang cũng đã được bán hết từ vài tuần nay. Trên kệ hàng chỉ còn leo teo vài chai nước rửa tay tiệt trùng sót lại. Còn tại CVS, một trung tâm dược phẩm lớn khác, thì thậm chí không chỉ khẩu trang y tế mà cả nước rửa tay tiệt trùng cũng hoàn toàn không còn lấy một chai. Thậm chí các loại thuốc bổ tăng cường sức đề kháng và các loại vitamin C cũng chỉ còn lại rất ít. Như vậy là sau một hồi tìm kiếm tại Walgreens và CVS, những trung tâm chuyên bán dược phẩm và trang thiết bị y tế lớn tại Mỹ, thì chúng tôi cũng không thể tìm mua cho mình dù chỉ là một hộp khẩu trang. Thực tế thì mặt hàng khẩu trang cháy hàng tại Mỹ chủ yếu được gửi ra nước ngoài, bởi nếu quan sát trên đường phố Mỹ thì sẽ thấy là rất ít người sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng. Sau một hồi tìm kiếm và dò hỏi những người làm việc trực tiếp tại các trung tâm dược phẩm này, chúng tôi được biết họ đã đặt hàng khẩu trang và nước rửa tay tiệt trùng từ lâu, nhưng cho đến giờ vẫn không rõ cho đến khi nào thì mới có hàng mới để phục vụ khách hàng. Đó là lý do mà những kệ hàng vốn thuộc về những mặt hàng này vẫn còn để trống cho tới nay. Và trong nỗi lo dành cho gia đình còn ở Việt Nam,
chị Hana Nguyễn không còn cách nào khác là phải tìm sâu hơn nữa xuống đáy các kệ hàng để kiếm cho ra những sản phẩm khả dĩ có thể thay thế tạm thời những mặt hàng vốn chưa bao giờ khan hiếm như thế tại Mỹ là khẩu trang y tế và nước rửa tay tiệt trùng. Ở ngoại ô thủ đô của nước Mỹ có một góc quán nhỏ được thiết kế như một quán ăn nhanh thường thấy. Nhưng khi nhìn vào thực đơn của góc quán này, hẳn những người Hà Nội hay những người đã từng tới Hà Nội sẽ có phần ngỡ ngàng. Ngoài những món rất đặc trưng như phở, bún chả, thì thậm chí ở đây còn có cả món đặc sản cà phê trứng. Và đây cũng chính là những món được khách hàng của quán lựa chọn nhiều nhất, bởi phong vị và cách ăn rất riêng, khác hẳn với phở miền Nam hay bún thịt nướng thường thấy tại hầu khắp các nhà hàng Việt trên đất Mỹ. Mọi thứ ở đây đều rất tươi. Tôi thấy là phở ở đây nước rất trong, hoàn toàn không mỡ màng, nhưng lại có vị ngọt đậm đà của xương bò và có mùi rất thơm của các loại gia vị nhiệt đới. Đấy là điều rất khác biệt so với những món phở mà tôi thường ăn ở các nhà hàng Việt khác. Đó là lý do vì sao tôi thường hay tới đây, đặc biệt là trong những buổi tối mưa lạnh như thế này. Tôi cũng tới đây vì món phở. Phở ở đây thật đặc biệt. Người Hà Nội có cách ăn thật thanh nhã, tươi và đặc biệt rất ít dầu mỡ, cũng như hoàn toàn không có vị ngọt của đường như phần lớn các quán phở Việt mà tôi đã từng ăn trước đây. Thực tế để mở và thu hút được khách hàng tới một quán ăn theo phong vị miền Bắc nói chung tại Mỹ là hoàn toàn không hề dễ dàng. Di dân Việt tới Mỹ chủ yếu là người miền Nam và vì thế người Mỹ bản địa cũng như cộng đồng gốc Việt ở đây từ lâu đã quen với cách nấu và cách ăn của miền Nam Việt Nam. Tuy vậy thì cặp vợ chồng chủ quán này tin rằng cách ăn và phong vị rất đậm đà có chiều sâu hàng nghìn năm lịch sử của miền Bắc Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ dần chinh phục được khách hàng trên đất Mỹ. Và đó cũng là cái còn thiếu của văn hóa và ẩm thực Việt Nam ở đây. Thì mình thấy rằng là cái nhận thức, cái nhìn của người Mỹ về văn hóa về văn hóa cũng như là ẩm thực Việt Nam nói riêng thì họ chỉ nhìn thấy mới có một phần. Thế mình muốn là bây giờ giới thiệu ra đối với công chúng Mỹ cũng như là kể cả là với các bà con Việt kiều mình tại đây về cái sự đa dạng phong phú trong cái văn hóa của Việt Nam nói chung cũng như là cái nền ẩm thực của Việt Nam nói riêng. Thế chính vì vậy là mình mới quyết định là đưa cái nhà hàng nấu theo phong cách miền Bắc để từ đó mình có thể dễ dàng cũng như là đưa mọi người có thể không những chỉ nhìn thấy mà cảm nhận thấy cái ẩm thực miền Bắc. Vừa bán hàng vừa giải thích thêm cho khách hàng về cách ăn của người Hà Nội. Đó là công việc thường ngày của ông chủ nhà hàng này. Và dần dần khách hàng cũng đã quen và yêu thích những món ăn ở đây. Ví dụ như món giấm tỏi chẳng hạn. Ngày mới mở nhà hàng, chẳng ai biết chúng có thể thay chanh, tạo ra một phong vị rất khác cho món phở và món bún chả. Và khi khách hàng đã quen và hiểu những món ăn sẵn có của nhà hàng, thì cũng là lúc cặp vợ chồng này lại tiếp tục giới thiệu với mọi người những món ăn mới của Hà Nội. Liên giới tính là sinh học. Liên giới tính có nghĩa là có một sự kết hợp của cơ thể, nhiễm sắc thể hoặc kích thích tố không tương ứng với định nghĩa để phân biệt tách bạch về giới tính. Tôi chỉ phát hiện mình là người liên giới tính khi tôi 49 tuổi, tức là cách nay 8 năm. Bố mẹ tôi và các bác sĩ đã nói dối tôi suốt thời gian trước đó. Họ nói với tôi rằng tôi là một cô gái, không thể tạo ra hormone và dậy thì. Sự thật là tôi không thực sự là một cô gái và tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một cô gái. Tôi đã nói với bố tôi, bố, con nghĩ rằng con có gen là một đứa con trai. Bố có biết gì về điều đó không? Và bố tôi trả lời rằng, khi tôi còn là một đứa trẻ, bác sĩ nói rằng họ có thể tạo cho tôi một dương vật dài hơn 7cm nếu tôi muốn và tiêm hormone nam cho tôi. Bố tôi nói, dứt khoát là không được. Nó là con gái của tôi. Nó là một cô gái.
ông đã quyết định như vậy khi tôi 16 tuổi, và tôi được tiêm estrogen và chuyển sang phái nữ càng nhiều càng tốt, thay vì được nhận testosterone và chuyển sang phái nam nhiều hơn. Và bố tôi đã chọn cuộc phẫu thuật để biến cơ thể của tôi trở thành nữ hơn là cuộc phẫu thuật làm cho cơ thể tôi biến thành nam hơn. Tôi cần phải cảm thấy mình phải kiểm soát chính mình. Vì vậy, tôi bắt đầu tự cắt cơ thể của tôi bằng dao và lưỡi lam, không để ai cắt vào người tôi. Tôi sẽ cắt chính tôi, và tôi kiểm soát nơi nào cắt và nơi nào dừng. Tôi phải chủ động kiểm soát mình, không phải bác sĩ hay bố mẹ kiểm soát cơ thể của tôi. Vì vậy, theo một cách vô lý, họ chiếm quyền sở hữu cơ thể của tôi. Các bác sĩ và cha mẹ nghĩ đó là tài sản của họ, và họ đưa ra quyết định. Không phải quá lãng mạn, nhưng tình yêu đã giải thoát cho tôi. Tôi gặp chồng tôi, được anh ấy yêu thương. Khi thấy tôi cắt cơ thể của mình, anh ấy âu yếm đặt tay lên tôi và nói, em không cần phải làm điều đó. Anh yêu em rất nhiều. Em thật hoàn hảo theo những gì em đang có. Em không cần phải làm điều đó. Và theo thời gian, tôi bắt đầu tin anh rằng tôi cũng đáng để yêu. Sarah đã cuốn hút tôi. Giới tính của cô ấy không quan trọng bằng con người cô ấy. Tôi yêu Sarah. Nếu cô ấy về mặt sinh học có thật là phái nam, cao to và khỏe bình thường, thì điều đó chẳng quan trọng gì với tôi. Nếu điều đó làm tôi thành người giới tính gì cũng yêu, cũng không sao. Nếu điều đó khiến tôi đồng tình luyến ái, cũng không có vấn đề gì. Tôi yêu vợ tôi. Khó khăn duy nhất đối với tôi là những rắc rối cô ấy gặp phải ở nơi công cộng. Chúng tôi muốn thấy các cuộc phẫu thuật trên trẻ sơ sinh và trẻ em liên giới tính cần phải dừng lại cho đến khi đứa trẻ đủ lớn để tự đưa ra quyết định cho chính mình, để chọn phái tính mà mình muốn, hoặc chọn ở giữa nam và nữ, hoặc chọn phẫu thuật để điều chỉnh cơ thể mình trở thành nam hay nữ. Nhưng quan trọng, đó là sự lựa chọn của chính người đó, thay vì bác sĩ đưa ra quyết định lựa chọn, hoặc cha mẹ đưa ra quyết định lựa chọn, bởi vì họ đã chọn sai giới tính rất nhiều, và những ca phẫu thuật đó không thể làm lại. Mấy người bạn của tôi đã làm đại phẫu thuật khi họ còn nhỏ, và rất nhiều mô bị cắt đến nỗi họ không còn khả năng trải nghiệm khoái cảm tình dục. Và tôi muốn giấy khai sinh này ghi rõ là liên giới tính, để trong tương lai, xã hội của chúng ta sẽ không cắt cơ thể của những đứa trẻ để đặt chúng vào giới tính không đúng với chính bản thân chúng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin VOA Tiếng Việt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.